Tràng Giác Sơn đã được thanh tịnh, toàn thể Phật tử chúng con một lòng nhiếp tâm hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát, hình ảnh cao vời của người mẹ hiền nhân gian. Trong giây phút này đây, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Giác Sơn dâng lời cầu nguyện trong khóa lễ hôm nay. Chúng tôi xin mời quý Phật tử đồng đứng dậy để nhiếp tâm cùng Thượng Tọa Viện Chủ dâng lời cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là phút giây thiêng liêng trong ngày hội hôm nay. Xin mời tất cả đồng hương Phật tử hãy chắp tay trang nghiêm hướng vọng trước tông tượng Mẹ Hiền Quán Thế Âm để bắt đầu cho khóa lễ cầu nguyện. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạc đại chứng minh. Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tạc đại chứng minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đàm mây hương phường Phật khắp mười phương cũng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tư tánh làm lành cùng Pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học vững bền xa biển khổ nguồn mê chồng quay về bờ giác. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 2021, đệ tử chúng con văn tập tại khuôn viên Già Lam Giác Sơn thành tâm tổ chức tưởng niệm lễ hội Quan Âm lần thứ tư. Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc, người người thoát khỏi cơn dịch bệnh, nơi nơi chốn chốn hưởng thái bình. Lại nguyện đem công đức lành này cầu nguyện cho khắp tất cả Pháp giới chúng sinh, chư vị hương linh âm linh cô hồn trường thừa công đức này sanh về cõi Phật, khỏi hương sông thấu mấy tầng thân, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự chứng minh đệ tử tất long thành. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát.
xin tột nắng như hoa sen rạn người như bắt đầu nay con về nương nấu bậc thầy của nhân thiên Phật là thầy chỉ đường bậc tinh thức vẹn toàn tưởng tốt trang nghiêm bi và trị viên mạn Nam mô chân như Phật đã giảng tôn Pháp mà là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê đưa chúng con trở về sống cuộc đời tỉnh thức Nam mô Pháp Bảo Đạt Ma Giang Tạng Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời Nam mô Phước Điện Tăng Già Giang Chúng trong đền ba giới đền tế hương giải thoát thế thiên quỷ ngàn khâm môn thánh tình tâm hương đệ tử nguyện cũng dường nam mô hương cũng dường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sắc mê na ba ya ma ta ba ta da ya ta ba ma ta da ya ta ba ta da yo nghe thân ba da ya ta ra an đê ta ba ma ra na ra ta ba ta nga ta nga mô khê ya ta ba ta ba ma ta da ya ta ba ya kiến ra tất da ya ta ba tiếng đắng đa ya la ba na ba cần đề ma ba lê thằng ghe ra ya ba ba nam mô an ba na na đa ra ya ya nam mô an ri ya ba lô biên đề ra ya ba ba an ta điên đô man đa ra man đa ya ba ba an ta điên đô man đa ra man đa ya ba ba an ta điên đô man đa tăng huy pháp luân thường truyền phong điệu vô thượng quốc thái dân an thế giới hòa bình chung sinh an lạc nguyện cầu cho người người thoát khỏi cơn dịch bệnh nơi nơi trọn trọn hưởng thái bình chúng con lại xin phát nguyện hành trì theo hành nguyện Quang Âm mở rộng trái tim yêu thương tâm bao dung hành hoan hỷ nguyện cho mọi người được tắm mình trong biển pháp Như Lai chuyển hóa khổ đau sống đời bình an lại đem công đức nguyện cầu này cầu nguyện cho chư vị hương linh cựu hiền thất tổ cặp chư vị ấm linh cô hồn trường thừa công đức này sớm sanh về cõi tinh phổ nguyện âm siêu dưỡng thành pháp giới chúng sinh oản thân bình đẳng tin nhờ vô tín tề thành Phật đạo từ quê thần xin nguyện chúng sanh thêm đạo ta bác lòng vô thượng từ quê pháp xin nguyện chúng sanh xin chắp tay hướng về trước tông tượng của Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Sau khi chúng tôi đọc hành nguyện và đại chúng cùng hòa đồng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát diệu năng thù thân tình trang nghiêm lì kiếp tu thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng khổ hại thương tác đồ nhân chú Nam Mô Quang Thế Âm Bồ
định tề cơ giáng ứng hiện khắp nơi nơi nghe tiếng kêu cứu khổ của người đời đấng mẹ hiền quang tự tại muôn thuở nam mô mọi miền núi sông Nam Mô phần nghi lễ dâng lời cầu nguyện đã qua, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Điện Chủ. Và giờ đây tiếp theo chương trình là lời khai mở đạo từ nhân lễ hội Quan Âm của thượng tọa Điện Chủ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy từ bi quan hỷ cho chúng con những lời khai mở đạo từ nhân ngày lễ hội Quan Âm hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên Chư Tôn Thiệt Tăng Ni, kính thưa các hãng thông báo chí cũng như các trang mạng đặt hình, kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử đang có mặt trong đạo tràng lễ hội Quan Âm lần thứ tư sáng hôm nay tại ngôi chùa Giác Sơn. Lời đầu tiên xin được chào đón tất cả quý đồng hương Phật tử đến tham dự lễ hội Quan Âm lần thứ tư sáng hôm nay. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tất cả quý đồng hương Phật tử Sài Gòn đang có mặt. Kính thưa tất cả quý vị, hàng năm vào dịp cuối tháng 3 cũng là mùa hoa anh đào tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tại chùa Giác Sơn tổ chức lễ hội Quan Âm, hội chợ ẩm thực chay. Chúng ta biết rằng Bồ Tát Quan Âm là vị Bồ Tát lớn trong tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Bồ Tát là hiện thân của trái tim từ bi, là hiện thân của ánh sáng tệ giác. Ngài bằng phát nguyện của chính mình thực tập hành lắng nghe để hiểu, thực tập hành bao dung để đến với tất cả chúng sinh. Dù ở đâu, bất cứ nơi nào, phương trời nào, chúng ta cũng rất cần chất liệu này trong cuộc sống này. Chính vì vậy hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm không chỉ dừng lại ở tín ngưỡng cầu nguyện, mà trở thành một chất liệu tu tập chuyển hóa đời sống của bao nhiêu con người có mặt trên hành tinh này. Tại quê hương Việt Nam, bao nhiêu trại hội, bao nhiêu lễ hội Quan Âm được tổ chức thật là trang nghiêm. Hàng triệu người cùng hướng về cầu nguyện. Nét đẹp truyền thống ấy, tinh thần từ bi đó, hôm nay
cũng được tái diễn tại ngôi chùa này. Chính vì vậy, mỗi năm chúng tôi đều phát nguyện tổ chức lễ hội để cho mọi người cùng quay về, sống với hành nguyện từ bi, sống với đức hạnh bao dung, sống với tâm hỷ xả, để làm rực sáng hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm trong trái tim của chính mình. Đức từ bi của Bồ Tát Quan Âm được thiết lập trên nền tảng của tệ giác. Chúng ta có từ bi mà không có tệ giác thì vẫn dẫn đến cung đường của khổ đau. Chính vì thế chúng ta đến với Bồ Tát Quan Âm là chúng ta đầy đủ hai chất liệu của từ bi và tệ giác. Chính vì thế hôm nay chúng ta có mặt ở đây để gửi lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh được an lạc, và thông qua hình ảnh của tôn tượng Mẹ Hiền Quan Âm, đọc qua những văn kinh để chúng ta ôn lại lời dạy của Ngài, để phát nguyện cùng với Ngài, tâm tâm khế hợp, niệm niệm tương tục, để chúng ta trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt trong chúng ta, và chúng ta cũng có mặt trong hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm. Hôm nay trong cái thời tiết chút se lạnh, tuy nhiên tấm lòng của các vị đã biểu hiện lòng bao dung. Hình ảnh của các vị thực tập hành kiên nhẫn của Bồ Tát Quan Âm, chính vì vậy rất là trân trọng. Và cuối cùng kính chúc quý vị vui vẻ, hạnh phúc.